Như các bạn đã biết, tình yêu là một thứ cảm xúc hay trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân. Một khi ai đã yêu rồi, thì đôi mắt chỉ nhìn toàn thấy màu hồng, bộ não lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của người ấy. Nhưng có phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau? Có nhiều người yêu người này, ngủ với người kia, nhưng lại cưới người khác, thế mới hay. Theo các bạn, trong các bộ phim bộ truyện nổi tiếng, có những trường hợp nào như thế? Mọi người hãy cùng Đình Phong trải nghiệm trong video ngày hôm nay để biết thêm nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nếu nói đến chuyện tình nổi tiếng nhất trong Kim Dung, thì nhiều người có thể đọc ra ngay, đó là chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đây là một mối tình hiếm có trong võ lâm, bởi Tiểu Long Nữ là sư phụ của Dương Quá. Hai người đến với nhau thật tình cờ, đó là khi Quá chạy bán sống bán chết vào cổ mộ, khi vừa mới đắc tội với đám người Phái Toàn Chân. Hai người sống cùng một nơi, kiểu gì cũng phát sinh tình cảm, còn tình cảm gì thì không biết. Có thể là tình bạn, cũng có thể là tình yêu, hoặc là thứ tình gì đó, trên tình bạn dưới tình yêu chẳng hạn. Cả hai sau khi thoát khỏi cổ mộ, đã đến một nơi, thì đúng lúc này gặp Âu Dương Phong. Tây Độc nhìn thấy nghĩa tử, sung sướng khôn tả, liền truyền dạy ngay Cáp Mô Công. Thế nhưng vì sợ lộ hàng, lão nhân cơ hội đánh trộm nàng một cái, khiến Tiểu Long Nữ giờ đây cứng đơ như quả bơ. Trong lúc hai phụ tử đi ra chỗ khác, thì có một con quái thú đầu đen với cái ngòi 15cm cứng ngắc đi tới. Đó chính là Doãn Chí Bình. Không thể kìm hãm được sự sung sướng đó lại, y đã dùng vải đen che mắt nạn nhân. Kim Dung mô tả mới đầu Doãn còn dè dặt, sau hùng hục như trâu húc mã, đá lưỡi các kiểu. Hoặc tiên nàng còn tưởng Âu Dương Phong dở trò cường bạo, nhưng khi người kia áp mặt vào má nàng, thì da rẻ nhắn nhụi, không có dâu, nàng không sợ nữa, tính dục nảy sinh. Đoán là Dương Quá lại đùa giỡn với nàng, chỉ cảm thấy hai tay chàng càng lúc càng lộn xộn, thong thả cởi quần áo nàng ra. Tiểu Long Nữ không thể cử động, đành để người kia muốn làm gì tùy ý, vừa thinh thích vừa ngượng ngùng. Mọi chuyện đã xong, Doãn Chí Bình cắm đầu cắm cổ chạy như bài như biến, khiến Dương Quá trông thấy cũng phải thốt lên rằng: thằng cha này bình thời cử chỉ hòa nhã, khiêm cung lễ phép, sao hôm nay đột nhiên ăn phải bà chuột hay sao? Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình hấp diêm, nhưng lại đổ cho Dương Quá: chàng không được miếng gì thì sao phải nhận? Tiểu Long Nữ giận dỗi bỏ đi biệt tâm. Nàng tới một nơi có tên là Tuyệt Tình Cốc, nơi đây có một lão già dê cụ có tên là Công Tôn Chỉ. Thấy nàng xinh như tiên giáng trần, không cầm lòng được mà gạ kết hôn. Thật may Dương Quá xuất hiện kịp thời để ngăn nàng với một cuộc tình tay từ đầy phức tạp, đó là yêu Dương Quá, ngủ với Doãn Chí Bình nhưng lại cưới Công Tôn Chỉ. Mà nếu có thực sự kết hôn với lão thì cũng chưa chắc đã được hạnh phúc, bởi vì họ Công Tôn nếu biết Tiểu Long Nữ đã mất tờ rinh thì không hiểu lão sẽ có cảm giác gì. Không nổi bật so với các chuyện tình khác trong tiểu thuyết Kim Dung, nhưng mối tình tay tư giữa Khang Mẫn, Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính và Đoàn Chính Thuần lại là mối quan hệ khá lằng tằng ngoằng. Theo lời của Kim Dung kể, Khang Mẫn và Đoàn Chính Thuần thuở xưa có chuyện yêu đương, chẳng biết lúc đó à đã vào đời hay chưa. Bởi dù có hay là không, thì với khả năng tán gái vô địch của Thuần Sừng, thì thành trì vững chãi thế nào cũng sẽ đổ mà thôi. Tuy nhiên, người đàn ông mà có bản tính trăng hoa thì không bao giờ chung tình với một người con gái. Thế nên dù Khang Mẫn yêu Đoàn Chính Thuần lắm, cũng phải đi lấy chồng. Chồng của ả là một người có vai vế rất cao trong cái bang, người đó không ai khác chính là Mã Đại Nguyên, Mã phó bang chủ, cấp bậc chỉ dưới Tiêu Phong. Dù đỡ ông xã chiều như chiều vong, nhưng chỉ vì một lần cựu bang chủ không thèm nhìn mặt mình, Khang Mẫn cay lắm, thề rằng sẽ tìm mọi cách vùi dập chàng. Mụ phát hiện ra chồng có một bức thư tiết lộ về thân thế của Tiêu Phong, nên thủ thỉ với Mã Đại Nguyên rằng hãy công khai bức mật thư đó. Thế nhưng họ Mã kiên quyết từ chối. Khang Mẫn không biết làm cách nào, dùng mỹ nhân kế dụ Bạch Thế Kính vào chồng. Lão ta bình thời là chấp pháp trưởng lão, thế nhưng không sao cưỡng nổi sắc đẹp của ả, thành ra cắm sừng Mã Đại Nguyên không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cũng giống họ Mã, khi Khang Mẫn nói Bạch Thế Kính làm phản Tiêu Phong, lão không đồng ý. Lão nói rằng ngoan thì anh sẽ làm cho em sung sướng, còn không ngoan thì chúng ta nghỉ chơi. Khang Mẫn biết không thể ép buộc người tình, liền quay sang dụ dỗ Toàn Quán Thanh, cho lão chọc ngoáy 3 đêm liền. À răng biết bao thiên la địa võng, cho Phong sập bẫy. Kế hoạch thành công, như khuôn mặt, cái thứ mà ả quý nhất, đã bị A Tử rạch lỗ chỗ, rồi bôi mật cho kiến bu. Kết quả khi nhìn thấy mặt mình trên gương, huyết áp đã nhảy một phát lên 1000, ba đô tử ngày sau đó.
Bộ Kinh Vân là một con người có tính cách lạnh lùng, ít khi biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Trong đời của anh có 3 người con gái mà Vân yêu nhất. Đầu tiên là Khổng Tử, thứ hai là Sở Sở, cuối cùng là Tử Ngưng, người đã song hành cùng anh nhiều năm. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi, Bộ Kinh Vân yêu ai nhất? Thực ra câu này rất khó trả lời, bởi tình đầu lúc nào cũng mãnh liệt, tình thứ hai rằng sẽ dây dứt, còn tình cuối trầm lắng. Chúng ta cùng thử nói về cuộc tình mà khiến Vân bộc lộ nhiều cảm xúc nhất. Đó là cuộc tình với Khổng Tử, một tỷ nữ của Hồng Bá. Vân yêu nàng, đó là điều không ai mà không biết. Nhưng nàng yêu ai? Nhiếp Phong. Nếu là một người con gái đứng giữa hai người đàn ông là Phong và Vân, thì phần lớn đều chọn Phong. Bởi tại sao? Phong thông minh, dễ gần và ga lăng. Nhưng yêu là một chuyện, ngủ với một người lại là chuyện khác. Bởi Khổng Tử hàng ngày thả tim cho Phong, nhưng đem lại ABCXYZ với Vân. Hùng Bá biết chuyện, muốn gây chia rẽ Phong Vân, nên đã gả Khổng Tử cho Tần Sương. Để rồi khi Nhiếp Phong biết mối quan hệ sai trái của Bộ Kinh Vân, đã ngăn cản và hai người xông ra đánh nhau chí chóe. Khổng Tử vì lo cho Phong bị thương, đã liều mình xông ra ngăn cản, đến nỗi phải Phong mạng. Có một điều hết sức thú vị, chẳng biết các bạn có nhận ra không, Bộ Kinh Vân đã cưỡng ép Khổng Tử phải xx với mình. Về sau Sở Sở người thứ hai của anh lại bị kiếm thần hấp diêm, thế mới biết rằng có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhắc đến Thủy Hử, người ta không thể không nhớ đến chuyện tình tay tư giữa Phan Kim Liên, Võ Đại Lang, Võ Tòng và Tây Môn Khánh. Cuộc đời thật lắm bất công, cùng là hai anh em, cùng được cha mẹ sinh ra, song Võ Tòng mình cao 8 thước, tướng mạo đường đường, sức lực kể có 100.000 cân nặng, bởi thế mới đánh được hổ trên núi Cảnh Dương mà lừng lẫy danh tiếng. Còn Võ Đại thì người ngắn không đầy 5 thước, hình dung xấu xí, đầu tóc mặt mũi trông rất buồn cười. Người huyện Thanh Hà thấy anh ta ngắn tủn toản như thế thì thường gọi là tam thốn đinh xác thụ bì. Thì này A mô tả rằng trong hạt huyện Thanh Hà có một nhà phú hộ nuôi một đứa hầu con tên là Kim Liên, hơn 20 tuổi, nhà xác cũng có vẻ ưa nhìn. Phú hộ có ý muốn gạ gẫm, song Kim Liên nhất định không nghe, toàn đi mách với bà chủ là vợ phú hộ. Nhân thế là phú hộ tức giận, bèn đem Kim Liên gả cho Võ Đại Lang mà không lấy một đồng một chữ nào cả. Từ khi Võ Đại Lang lấy được Kim Liên về thì bọn nhàng đãng chơi bời ở quanh đấy, cứ hàng ngày đến nhà để chế giễu làm cho Võ Đại Lang tức bực muôn phần. Còn Kim Liên thấy hình dạng Võ Đại tuồn hoàn tuồn hoàn, nhân vật không ra nhân vật, mà không có chút gì ra vẻ phong lưu, thì cũng đem lòng khinh dễ mà hàng ngày phóng túng tự do. Thỉnh thoảng mấy thằng cụ lìn lại vơ vẩn đến trước cửa nhà mà sủa mấy câu, miếng thịt dê rơi vào miệng chó, làm cho Võ Đại Lang càng ngày càng bực tức, nên bất đắc dĩ phải thu xếp nhà cửa mà dọn đi nơi khác. An Kim Liên khi thấy Võ Tòng trở về, lòng dâm nổi lên nghĩ bụng, ông ta lấy được người chồng như thế cũng đáng một đời, như ông chồng mình thì khổ quá, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, không còn thể nào chịu được. Ừ, anh Võ Tòng kia, hổ anh ta còn đánh được, chẳng trách nào khí độ hơn người. Nghe nói anh ta chưa vợ, hai tiện đây ta bảo đến ở cùng một nhà, thì cái đoạn nhân duyên về sau há chẳng phải hứng thú lắm sao. An Kim Liên bày nhiều phương kế để gần gũi Võ Tòng, nhưng chàng bực tức mắng vỗ mặt, Võ Nhị này là thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, không phải là giống chó, mà là bại hoại phong hóa, mất đi luân lý kia. Tẩu tẩu chớ nên dở lối vô liêm sỉ như vậy, lỡ đến khi có thế nào thì mặt Võ Tòng này còn nhận thấy tẩu tẩu, chứ cái nắm tay kia không biết là tẩu tẩu đâu. Từ nay xin đừng như thế mới được. Rồi bỏ nhà ra đi. An Kim Liên thiếu hơi trai, thấy Tây Môn Khánh tới gạ gẫm, vương bà khoe rằng đại quan nhân đây là một tay tài chủ huyện ta, thường đi lại với quan lớn chi huyện, nên gọi là Tây Môn đại quan nhân, mở hiệu thuốc ở trước cửa, nhà giàu có, nào tiền nhiều hơn sao bắc đầu, thóc lắm hơn lúa trần thương, nào ngọc vàng châu báu, không thiếu thứ gì, thực là triệu phú. An Kim Liên xuôi ngay, thành ra ăn nằm với nhau. Sau bao nhiêu trận phê như con tê thì cũng có ngày bị Võ Đại Lang phát hiện, sợ uy vũ của Võ Tòng, đồi gian phu dâm phụ, đánh hạ thủ Võ Đại. Võ Tòng về đến nơi thấy anh trai của mình chết, không tin những gì Phan Kim Liên nói, chàng tự mình điều tra mới phát hiện ra tất cả. Võ Tòng nổi điên, lần lượt làm gọi cả đôi trai tài gái sắc,